Xin chào các quý vị. Cảm ơn các quý vị đang xem bài thuốc đông y gia truyền này trên kênh YouTube của tôi có tên là Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Thưa các quý vị, cụ tổ 19 đời của tôi là Đại Y Thiền Sư Tuệ Tĩnh, tên thật là Nguyễn Bá Tĩnh. Phần lớn cháu chắt của cụ đều theo gương cụ làm nghề y. Nhưng trong thời gian đất nước loạn lạc, Trịnh Nguyễn phân tranh, ông cha chúng tôi muốn là quan chức trong ngành y thì phải đổi họ Nguyễn sang họ Đỗ để không bị chúa Trịnh tru di tam tộc. Và đã chuyển họ Nguyễn thành tên lót để ghi nhớ dòng họ của mình. Nhưng trong thời Pháp thuộc, do giấy khai sinh bằng tiếng Pháp không có dấu như tiếng Việt, nên chữ Nguyễn thành chữ Nguyên. Sau cụ tổ Tuệ Tĩnh, anh tôi, bác sĩ, tiến sĩ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương, là tấm gương sáng cho tôi, là động lực giúp tôi kiên trì học tập y lý phương Đông, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi xin cố gắng đem lại niềm vui và sức khỏe cho các quý vị qua những bài thuốc đông y gia truyền của cụ tổ chúng tôi để lại này. Rất mong được các quý vị ủng hộ, nhấn nút đăng ký kênh, giúp đỡ cho tôi một lương y già 82 tuổi, thêm nghị lực giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào các quý vị, các thầy và các bạn. Gần 3 tháng nay, tôi đã dừng làm YouTube để đi tìm sự bình an, hạnh phúc và sự thỏa mãn trong những năm cuối đời của mình. Tôi đã 83 tuổi rồi. Bằng cách áp dụng nguyên tắc này của cụ Trang Tử, hôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Tiếng Trung là con lý vía sấy, yếu chứng vía sấy, đón vía vô trợ. Và tiếng Anh là the wise die, the foolish die, only those who understand can live. Trang Tử, chữ Hán là Trang Tử, sinh năm 369 và mất năm 286 trước công nguyên, thọ 83 tuổi. Là một nhà triết học cổ đại nổi tiếng Trung Quốc vào thời Kiến Quốc. Tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay nhất thể hiện quan điểm cao đẹp của Trang Tử về sinh và tử. Từ đó mà đúc kết ra những bài học quý giá trong hành trình tiêu dao cùng trời đất của mình. Trong một lần, Trang Tử dẫn một đoàn môn sinh lên núi thăm bằng hữu. Đến chỗ rừng sâu heo hút, thấy đám tiểu phu đang đốn cây. Trang Tử hỏi, vì sao các anh chặt hết mấy cây kia mà chỉ lưu lại có mỗi một cây to này? Thì tiểu phu nói, cây này nhìn bề ngoài đẹp đẽ vậy, chứ vô dụng lắm, chẳng xài được gì cả. Trang Tử quay đầu ngó các môn sinh và bảo, đấy, cây này nhờ vô dụng mà được sống, các anh phải học theo như vậy nhé. Đi qua núi, trời sắp sụp tối, Trang Tử dẫn môn sinh đến nghỉ đêm nơi nhà người bạn. Người bạn đã lâu không gặp Trang Tử mừng rỡ, sai con, này, hãy mau giúp cha làm thịt chim đãi khách nhé.
Người con cầm dao lên hỏi cha: nhà mình có hai con chim, nên giết con nào, để lại con nào ạ? Người cha bảo: tất nhiên là con không biết hót ấy, thì giết đi. Nói xong, người cha mỉm cười, bảo trang tử: con tôi khờ quá, có vậy mà cũng hỏi. Con chim không biết hót thì vô dụng quá, giữ lại làm chi? Trang tử quay đầu bảo các môn sinh: đấy, con chim được sống là nhờ biết hót. Các anh phải học tập điều này nhé. Sáng hôm sau, các học trò không nhịn được, hỏi trang tử: thưa thầy, chiều qua vào rừng, thấy cây vô dụng được sống, thầy bảo học nó. Rồi đến lượt con chim, nhờ có tài mà được sống, thầy cũng bảo học nó. Lời thầy dạy thực mâu thuẫn quá, rốt cuộc chúng con phải học theo bên nào? Hữu tài hay vô tài? Hữu dụng hay vô dụng? Trang tử cười to nói: các anh phải biết dùng trí phán đoán, tùy thời mà cư xử, ứng biến chứ. Hễ thấy cần hiền tài thì vô tài, cần vô dụng thì thể hiện vô dụng. Còn bình thường thì hãy trụ giữa hữu và vô. Vậy thôi. Vậy là hôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Cụ trang tử đã khuyến khích tôi hãy biết sống theo cách riêng của mình, mà không bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn xã hội hay sự đánh giá của người khác. Điều này giúp tôi cảm thấy tự do và tự tin trong cuộc sống, dẹp được nỗi buồn bị YouTube xóa nhiều video, và tuy không bị xóa kênh nhưng bị xóa kiếm tiền. Vì theo họ, tôi đã vi phạm nguyên tắc cộng đồng do họ đưa ra. Vì tôi không ca ngợi cách chữa ung thư theo Tây y của WHO, mà chỉ ca ngợi cách chữa ung thư theo Nam Dược Trị Nam Nhân của Tệ Tĩnh trên kênh của mình thôi. Thế là vì dại nên kênh chết, nhưng do biết nên tôi còn sống đến nay được hơn 11 năm kể từ khi Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tôi bị ung thư năm 2013. Do nhờ biết tự chữa theo cách Đông y, Tây y kết hợp. Nếu khôn cứ thực hiện hóa trị và xạ trị thì giỏi lắm, chỉ sống được 5 năm là cùng, rồi cũng chết. Câu nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống của trang tử nhấn mạnh rằng mặc dù khôn, tức là có trí tuệ, hay dại, thiếu khôn ngoan, đều có thể dẫn đến cái chết. Nhưng chỉ có sự hiểu biết và nhận thức đúng đắn về cuộc sống mới giúp con người tồn tại và phát triển. Câu nói khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Dưới đây là một số điểm chính. Điểm thứ nhất, sự tạm thời của cuộc sống. Câu nói đã chỉ ra rằng bất kể thông minh hay ngu dốt, mọi người đều sẽ phải đối mặt với cái chết. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng sự sống là hữu hạn và không ai có thể tránh khỏi số phận này. Điểm thứ hai, tầm quan trọng của sự hiểu biết. Biết thì sống nhấn mạnh rằng hiểu biết và nhận thức đúng về bản thân, cuộc sống và vạn vật xung quanh
là chìa khóa để sống một cuộc sống ý nghĩa. Nhận thức này giúp con người đưa ra những quyết định sáng suốt và tránh xa những nguy hiểm. Điểm thứ ba, trí tuệ khác với trí thức. Câu nói cũng phản ánh rằng có sự khác biệt giữa trí tuệ, tức là sự thông minh, biết nhiều, và trí thức là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của cuộc sống. Chỉ có trí thức mới giúp con người thực sự sống và trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn. Điều thứ tư, sống phù hợp với tự nhiên. Trong triết lý của Trang Tử, sống hòa hợp với tự nhiên và bản thân là cách sống tốt nhất. Cái chết chỉ là một phần của vòng đời, và hiểu biết về điều này giúp con người sống an nhiên hơn. Tóm lại, câu nói gợi ý rằng sự hiểu biết sâu sắc, chứ không chỉ là sự thông minh bề ngoài, mới là thứ giúp con người thấy, tìm thấy được ý nghĩa và sự bình an trong cuộc sống. Triết lý của Trang Tử mang đến nhiều bài học quý báu mà chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Dưới đây là một số cách áp dụng triết lý này. Một là chấp nhận sự vô thường. Hãy nhận thức rằng cuộc đời đầy biến động và không có gì là vĩnh viễn. Hãy học cách chấp nhận những thay đổi và không quá bám víu vào những điều đã qua hay những mục tiêu không thể đạt được. Hai, sự sống hòa hợp với tự nhiên. Thay vì cố gắng kiểm soát mọi thứ, hãy học cách sống hòa hợp với tự nhiên và cuộc sống xung quanh. Điều này bao gồm việc tôn trọng môi trường, duy trì sự cân bằng trong cuộc sống và không ép buộc bản thân vào những khuôn khổ. Ba, tìm kiếm sự hiểu biết và tự do. Thay vì chỉ theo đuổi thành công vật chất, hãy tìm kiếm tri thức và sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và thế giới. Điều này có thể được thực hiện qua việc đọc sách, học hỏi từ người khác và phản ánh về chính mình. 4. Thực hành sự tự nhiên. Trang Tử nhấn mạnh việc trở về với bản chất tự nhiên của mình. Hãy hành động theo cách tự nhiên, tránh giả dối hay giả tạo. Hãy thể hiện bản thân một cách chân thật và sống thật với những giá trị của mình. 5. Thư giãn và sống an nhiên. Thay vì lo lắng quá nhiều về tương lai hay những điều không thể thay đổi, hãy thực hành sự thư giãn và sống an nhiên trong từng khoảnh khắc. Thiền, yoga hoặc những hoạt động thư giãn có thể giúp bạn đạt được trạng thái này. 6. Ghi nhớ đến cái chết. Câu nói khôn cũng chết, dại cũng chết nhắc nhở rằng cái chết là điều tất yếu. Hãy sống hết mình và trân trọng từng khoảnh khắc cũng như những mối quan hệ xung quanh mình. Không so sánh bản thân với người khác. Cảm ơn. Hãy ủng hộ chúng tôi. Chào bạn. Cảm ơn bạn đã xem bài thuốc đông y gia truyền này trên trang YouTube của tôi, Dr. Đỗ Nguyên Thiêu Official. Nếu bạn thấy video hay và hữu ích, hãy ủng hộ chúng tôi một ly cà phê để chúng tôi
Một lương y già 82 tuổi có thêm động lực chia sẻ kiến thức đến với các bạn và giúp các bệnh nhân sớm thoát khỏi giường bệnh để hưởng hạnh phúc cuộc đời. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn rất nhiều.